Rồi chị xin chào bà cô bác anh chị em và các bạn ha. Thì tình hình hôm nay là Trường quay lại chỗ ba hồ chỗ cá H9 nữa nha. Đó thì hôm nay Trường đi với Cảnh nè. Còn ông Phúc thì ông đang cư ngụ ở trên cái gầm cầu đó kìa. Nó ông đang ở trên cái gầm ống đó. Trường với Cảnh thì đi xuống dưới chỗ này nè. Đó, hai thằng có hai chiếc ghe đây nè, mượn của người ta mình cặp qua đây gì vô mình câu luôn nha. Đó, ông Phúc hôm nay ngồi đó kìa. Đó, đó, hôm nay đứng đó mọi người. Rồi, giờ thì hai thằng câu đây. Đó, mọi thì chừng mẫn câu mồi cũ nha. Đó. Mới giật cái đọt ở đây nè, mới giật cái nè. Không có gió mà nó giật, mới giật. Quýu xuống luôn cái coi. Ủa mới đó. Đó. Ăn cái nữa coi. Thấy không? Mày thấy không? Ở bên đây nè, nó hơi nặng đó, nó hơi hoặc hơi yếu. Đó. Chắc chín luôn rồi đó, chín rồi. Rồi, chút quốc rồi. Dễ rồi. Quay cho lên luôn. Rồi mọi người ơi, thì tình hình nãy giờ á, ở cái cống á thì thua rồi. Bây giờ mấy anh em là đang gom hành lý rồi hết trơn nè, mình đi xuống cái chạc nè. Đó, bây giờ là bốn anh em là sẽ đi ra cái sông lớn nè. Cá hồng ơi kìa, chưa thấy cá hồng ơi nha mọi người. Trong cái hố đó kìa. Đó, bây giờ là hiện tại chạy nãy giờ cũng khoảng 20 phút thì cũng tới 7 câu rồi nè. Đó, nguyên khu này rất là trống, rất là ngon luôn. Đó, giờ là chắc anh em tấp chiếc chẹt lại nè. Để mình cố định chứ mình câu. Rồi, thì ông Phúc với bọn anh sẽ quăng cái hướng nào đó ha. Trường thì Trường quăng hướng này. Còn Cảnh thì nó sẽ băng xuống dưới hướng góc này. Đây ha, nó là mấy anh em giờ gãi cần ra hết rồi nè mọi người. Cá ở đây nãy giờ Trường thấy nó lên ngóp á, rất là nhiều luôn. Mà Trường không biết nó ăn hay không nữa nè. Thì Trường hy vọng nó có ăn nha. Ừ, còn mà ăn là cá nó cái cần xanh. Cần xanh luôn rồi, giật mới giật cái tực luôn hay gì đó. Cần xanh lá. Thấy rồi. Quýu luôn cái coi. Giật canh cần xanh đó, canh cần xanh đó. Rồi. Ôi, vậy là ăn hai cái thôi, không để ý luôn. Ăn hai cần luôn. Nó lại ăn cần cam luôn nè, mới ăn cần cam luôn nè. Rồi, chúng rồi. Ăn liên tục luôn rồi kìa. Quýu cái coi. Ăn một cái rồi ha. Ăn liên tục rồi đó, ba cần rồi đó. Ấy nhìn nhìn bay cá. Quýu cái coi. Rồi nhìn nhìn nó kìa. Rồi vỏ chạy ngang luôn thầy tên. Cá nó thòm giật mình thấy không? Rồi ha. Thì tình hình nó bãi kia cũng bị u đầu nữa rồi. Thì mình chạy lên đằng này nữa nha. Đó. Đây thì ngoài anh nó đang thả mấy cái cần câu trúc nè vô trong lục bình.
đó. Thì trường này chắc trường quăng mấy căn trường đi ra đây luôn ha. Nè, quăng ra mấy chỗ chấm chấm này nè. Thì cũng về lá bãi này thì mấy anh em cũng gãy câu hết rồi nha mọi người. Đó, trường ra 5 cân luôn. Đó, thì nói chung mà anh em hết trơn, trường khoảng 20 cân thì có nhiêu là gá hết trơn rồi đó. Thì nếu mà bị mớm nữa thì là hiểu số phận rồi đó nha. Chứ bây giờ cái sông thì nó bự, cá thì nó hụt hoài, biết bao nhiêu mà nói gì đó. Mà cần câu thì ra một đống luôn. Mà nó mồi thì đủ loại luôn. Đó, mà nó không ăn thì thua ha. Nói chung là tình hình cũng hơi xu lắm rồi ha. Tổng cộng nãy giờ chừng điếm là hết trơn là 19 cần câu. Còn một cần của con chét á thì su cà nao ăn cảnh đó, nó không lấy ra luôn rồi. Đó, 19 cần ha. Giờ đang trông mong cho cá nó ăn một cái chơi nè, chứ nãy giờ đi cũng mấy bãi rồi, mấy chỗ rồi. Mà nó mà, hả? Cá hụt cái gì? Đó, thì nãy giờ đằng xa xa thì cá hụt nhiều lắm nhưng mà không thấy ăn. Nói chung bây giờ thì cũng hơi hụt hai cá bự kìa. Đó. Đó thì giờ này cũng đang chiều chiều rồi thì mấy anh em ngắn neo tí xíu nè. Nếu mà không im thì anh em sẽ đi bãi khác nữa nha mọi người. Thật sự trường giờ trường móm móm tới nỗi mà không diễn tả nổi luôn, câu mà cá không thèm ăn luôn. Dính nào? Trời ơi. Trời ơi trời. Câu lão. Trong chờ nãy giờ trời. Trời. Gì hả? Quéo đọt xuống không chụp cũng đóng luôn mà. Vậy đó mà không kịp nữa thôi, chịu thôi. Rồi, hiểu luôn ha, thánh đóng cá nữa nghe. Đó, chị dài nữa nghe mọi người. Nói chung là đi với chẹt này là vui lắm, thoải mái lắm. Mình muốn về bãi câu nào cũng được nha. Nói chung chỗ nào á cá nó cũng quợn lên bự lắm luôn, nhưng mà nó không ăn thì mình cũng không hiểu nổi luôn. Rồi, ở đây chạy lên tới chỗ này nghe cầu bự nha mọi người. Đó, cầu bự tuốt ở trên đó. Thì bây giờ cái sông này á là chạy nãy giờ là chỗ nào cũng cá hụt hết trơn á, mà quăng câu thì nó không ăn. Đó thì mình cũng không hiểu nổi luôn. Thì bây giờ ở đây chỗ cái cua nè, chỗ ngã ba thì mình chắc quăng đại em thử nè. Mình quăng tiếp tục đóng đô ngay chỗ này nha cả nhà. Thì nói chung hôm nay thì có thằng cảnh nó giật cái đó mà không dính. Thì mình giờ mình cũng tiếp tục đi hên xui nha. Ở cấp thấp gì đi nó ăn dễ hơn nè. Rồi nhỏ lại canh tiếp. Tiếp tục như vậy. Nói chung hôm nay là một cuộc hành trình nha mọi người. Đó, mấy anh em là kiểu như hôm nay đi câu là 9 mà quy vu là 10 nha. Bữa nay tí mớm như không vào nha. Đó, ông Thánh nữa nè, ăn một cái quýu đọt thì không dính nè. Thì thật sự không đâu. Mà nói là hổng ngày đó là trường đi mấy bãi câu mới, những bãi câu ngon, câu đẹp, cá bự, cá khủng như vậy không luôn á. Mà toàn là bị bể không à. Thì nói chung câu cá xong thì cũng hên xui lắm. Cá nhiều nhưng mà nó không ăn thì mình cũng chịu thôi. Rồi mọi người ơi, thì mấy anh em trường tiếp tục về lá bãi khác nữa nha. Nói chung là hôm nay là chủ yếu là mình đi về nhiều bãi chơi đó, chứ thật sự câu là thua luôn rồi. Rồi thì mấy anh em cũng gác ra một số cần nghe cả nhà. Ừ. Rồi chỗ này giống trống tôi băng tuốt bên góc đó lại đại. Có đâu em câu ngay chân chỗ đó kìa. Cái chân đầu đống trà này với cây cần ngay giữa sông cần đen gác lên đầu máy giữa sông. Nó bự lắm, thấy chưa? Coi chừng gác chỗ này, coi chừng chúng nha. Bá ăn chưa? Mới lôi một cái đợt luôn đó. Nhả trời. Mới lôi nó lôi quật cái đọt xuống luôn, mới cầm lên nó chứ chưa giật mà. Ôi. Thì hy vọng nha. Quay lại coi. Lôi cái nó coi.
Ôi ôi, có hy vọng dính con cá nha. Chứ mới nhớt nha. Ừ, mình lỗ rồi đó. Dính này, bự rồi, bự rồi. Ê, còn. Kêu cái gì đó. Vô hả? Ơ trời ơi. Sao anh giật lên nặng chạch mà? Ôi trời ơi. Cá là kia mấy. Ừ. Rồi, tình hình là 6 giờ chiều luôn rồi ha. Cá nó không đá động gì nữa hết trơn rồi. Thì thôi thôi mấy anh em rút luôn. Thì hy vọng đợt sau anh em mình xuống đây gán kiếm mới nhất. Chứ hôm ngày cá nó cũng ăn mấy lần luôn mà giật không dính gì trơn. Su cà nao quá. Rồi, vậy thôi Trường, hẹn gặp lại cả nhà ở video sau luôn ha.